Sắc Việt Nam đã hoàn thành đội hình ra trận năm 2024, kỳ duyên nhân tố sáng giá được đặt hy vọng cao, thanh thủy hoàn thiện nhan sắc, sẵn sàng chinh chiến, duy nhất quế anh đáng báo động, hay tránh cung chinh chiến 2 trên 3 cuộc thi lớn nhất. Sau màn đăng quang của Hoa hậu kỳ duyên trong ngôi vị Miss Universe Việt Nam 2024 đã giúp cho đội hình ra trận của Việt Nam hoàn thiện đội hình. Theo đó kỳ duyên chính là chiến binh đến với Miss Universe, thanh thủy đến với Miss International. Ý Nhi mang chuông đi đánh xứ người ở Miss World, Lily Vũ đến với Miss Supranational, Quế Anh được gửi đến Miss Grand International. Tuy nhiên, cùng là đại diện Việt Nam bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế, thế nhưng sự kỳ vọng của fan sắc đẹp đối với từng người đẹp lại có sự chênh lệch khá nhiều. Hoa hậu Ý Nhi đăng quang Miss World Việt Nam 2023, được CEO Phạm Kim Dung cho vé vàng đến với Miss World lần thứ 72 sau Mai Phương. Người đẹp sinh năm 2002 sở hữu gương mặt xinh xắn tiệp cận hoàn toàn với tiêu chí cuộc thi thế nhưng nhiều người khá lo lắng về khả năng interview của nàng hậu sẽ khó có thể kèm cựa được với các đại diện châu Á. Trước đó Việt Nam ta đã gửi sân chơi này với những chiếc máy nói đáng kinh ngạc như Lương Linh, Đỗ Hà, Mai Phương, nên so với ý nhi, cô nàng càng phải cố gắng trau dồi hơn nữa mới có hy vọng làm nên chuyện tại hành trình danh giá này. Ngoài ra, phía sau Hoa hậu ý nhi còn rất nhiều hội nhóm anti-fan được thành lập vào lúc nàng hậu vừa đăng quang bởi ồn ảo vạ miệng trước đó. Rất có khả năng nhóm anti-fan này sẽ đào bới lại chuyện cũ khiến Y Nhi mất điểm trong mắt của giám khảo quốc tế. Nhân tố được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ cho sắc Việt Nam tại Miss Universe sau hai năm trắng tay chính là Hoa hậu Kỳ Duyên. Giấc mơ 10 năm của nàng hậu đã thực hiện được khi cô đường đường chính chính chạm tay vào tấm vé vàng đến với Miss Universe 2024. Với kinh nghiệm dày dặn trong nhiều năm hoạt động, Kỳ Duyên được nhận định sẽ là nhân số sáng giá cho đường đua này. Đặc biệt chỉ sau vài ngày đăng quang, Hoa hậu Kỳ Duyên liên tiếp oanh tả các bảng xếp hạng của chuyên trang quốc tế với những vị trí ấn tượng đây là một tín hiệu cực kỳ đáng mừng cho nàng hậu trước thềm đem chuông đi đánh xứ người. Tương tự kỳ duyên, Thanh Thủy cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi công bố trở thành đại diện Việt Nam. Cô chính là hoa hậu chính thống được gửi đến Miss International trong nhiều năm qua. Đặc biệt cô còn là đương kim hoa hậu Việt Nam 2022, cuộc thi được mệnh danh là tránh cung trong tất cả các cuộc thi nhan sắc. Đang chú ý, trang chủ Miss International còn liên tục đăng tải hình ảnh của Thanh Thủy khiến fan sắc đẹp phấn khích. Ngoài sắc vóc ngày càng thăng hạng của Thanh Thủy thì nàng hậu còn khiến các chuyên trang sắc đẹp uy tín ưu ái. Hàng loạt những yếu tố này cũng giúp sắc Việt Nam năm nay được kỳ vọng làm nên chuyện. Lizzy Vũ chính là cái tên mở bát cho dàn đại diện Việt Nam năm nay tại Miss Supranational 2024. Cô ghi điểm với vóc dáng nóng bỏng, cùng nhiều phần thể hiện ấn tượng trong suốt hành trình. Tuy nhiên nàng hậu lại ngậm ngùi out top 24 chung cuộc, trắng tay hoàn toàn tại đấu trường nhan sắc này và khiến chuỗi in top nhiều năm liền của Việt Nam bị đứt đoạn. Trong dàn người đẹp ra trận năm nay, võ lê quế anh vẫn là một cái tên đáng báo động nhất cô nàng đăng quang miss grand việt nam trong tình trạng bùa vây bởi cơn thịnh nộ của công chúng nàng hậu không nhận được sự ủng hộ của khán giả điều này đồng nghĩa với việc đường chinh chiến miss grand international của cô càng thêm trong gai dễ nhận thấy nhất chính là khoảng thời gian gần đây dù cô nàng ra sức tập luyện vẫn không nhận được sự quan tâm từ khán giả ngoài ra nhan sắc của quế anh cũng không được công chúng đánh giá cao và cũng không phù hợp với tiêu chí cuộc thi mẹ